Chào cả nhà, Tiên So hôm nay giới thiệu lại cái máy xay thịt hiệu Bosch. Model của nó là 68660. Ok, máy này là hiệu Bosch chính hiệu. Công suất của nó là 2200W và có thể xay thịt 4,3 ký thịt cho mình. Nói chung là gọi tóm gọn là 4 kg thịt trong 1 phút nha. Đây, và nhìn thấy nha, công suất của nó là máy là mạnh 2200W và công suất xay ra có thể là 4,3 kg thịt trong 1 phút. Nhưng mình cứ nói, mình bỏ cái phẩy đi, mình nói 4 kg thịt thì nó không phải là ít đâu nha các bạn. Đó là 4 kg thịt trong 1 phút là nhanh lắm đó. Cái thứ nhất, nhưng cái thứ hai mình cũng nên muốn nhắc nhủ với các bạn một lần nữa để không mọi người là sẽ hiểu lầm. Cái này là máy gia dụng trong bếp gia đình bình thường, không phải là máy công nghiệp nha các bạn. Sử dụng trong gia đình bình thường thôi chứ không phải là máy công nghiệp nha. Không phải là để sản xuất làm công ty mở thịt vụ sự cái gì đó. Nhưng xay nó chỉ xay các bạn, nếu mà xay cả hàng tiếng đồng hồ máy nó nóng thì đương nhiên là cũng có lúc nó phải hư. Tại vì người ta chủ yếu là người ta làm trong bếp trong gia đình xay thịt 4 kg thịt mà trong 1 phút thì các bạn tưởng tượng là nó bao lâu ha? Ví dụ như 4 kg thịt trong 1 phút 5 phút là các bạn xay được 20 kg thịt rồi ha, là nó quá nhiều rồi. Không biết chừng trong gia đình chừng nào mà sử dụng, bữa nào có tiệc có tùng làm xay thịt nó làm 20 kg thịt là mình thấy nhiều. Đây là máy sử dụng trong gia đình, không phải là máy công nghiệp nha, mình nhắc trước cho các bạn nhé. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái này nó là máy xay thịt. Xay thịt có nghĩa là nó không phải là xay xương, mà nó cũng không phải xay những cái gì vật cứng, là nó để xay thịt thôi nha. Mình nói như vậy là tại vì sao trong thời gian qua mình có gặp một vài trường hợp khách khiếu nại là máy hỏng máy hư, là vì khách sử dụng không đúng cách. Mình nói thật như vậy, nói lời nói thật thì mít lòng, nhưng mà mình hôm nay mình review cái video này mình phải nhắc lại một lần nữa là trước khi sử dụng máy các bạn cũng nên đọc cái quyển sách hướng dẫn sử dụng của họ. Ở trong đó họ có ngoài chữ ra nhiều ngôn ngữ và họ có chụp, họ có vẽ hình ra cho mình xem cách lắp ráp máy như thế nào là đúng, và bảo dưỡng máy cũng rất quan trọng là như thế nào mới là đúng nha. Sau này rồi có những khiếu nại mà mình nó ngoài trong cái sự kiểm soát khả năng của mình thì mình không chịu trách nhiệm được. Nếu mà các bạn sử dụng sai, xay thịt mà bỏ luôn xương vô trong đó thì làm sao nó xay được. Cái này nó không phải là máy xay công nghiệp đó, nó là máy xay sử dụng gia đình nhé. Mà mình thấy 1 phút mà nó xay được 4,3 kg thịt hoặc là 4 kg thịt là quá nhanh rồi đó nha. Ok, bây giờ mình mở thùng ra nha cho các bạn xem nhé. Các bạn nhớ lắng tai chú ý xem hết video của mình nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn trong cái khả năng của mình cách sử dụng cái máy trước. Rồi, trong này có gồm những cái gì? Bây giờ mình xin mở ra cho các bạn xem nhé. Đây là cái bộ phận để sắt. Cái này nó đa năng, mình nói lần nữa này. Nó hay ở chỗ là nó đa năng, tức là nó không chỉ xay thịt không mà nó còn làm được những cái khác nữa. Ví dụ như cái này là để nó sắt lát. Các bạn có trái củ gì đó, ví dụ mình muốn sắt lát như là trái như cà rốt hoặc là ví dụ như trái leo, ví dụ như vậy, mình muốn làm salad mình sắt lát thì nó sắt lát rất nhanh này nha. Để vô trên này bỏ cái củ vô cái là nó sắt lát ra ngoài hết cho các bạn. Xin lỗi các bạn nha, mình ta bị cảm chút. Ok, đó, cách sử dụng của nó rất đơn giản. Gắn vào máy xong cái là để rau củ rồi vô trong này cái là nó sắc lát sắc sợi rồi các bạn hết. Đó. Như cái này là nó sắc lát nè, trong này nó có bộ sẵn trong này nè. Cái này khi nào ví dụ như trái nó
cái rau củ nó xuống này, chứ mình lấy tay, mình không có lấy tay mà mình lấy cái này mình nhấn xuống ha. Ok. Cái này là để sắc sợi nha, hồi nãy là sắc lá. Cái này là để sắc sợi nè. Đó. Để vô là nó ra sợi cho mình hết. Mình nói kêu bằng sắc lợi hay bào á ha. Nhưng mà ở đây thì nó không có làm được. Cái này ví dụ như mình sắc làm những cái món mà như là có cái gì rau muống mình bào gì thì nhưng mà mình nói cái tác dụng nó gần như vậy thôi. Chứ này nó không phải nó bào rau muống nha. Cái này nó là chỉ sắc hoặc sắc sợi các rau củ thôi nha. Như là củ cà rốt, khoai tây, dưa leo, ví dụ như đó là mình nói như bằng cái này ha, bằng cái này. Các bạn nghe rõ nha. Đây là một cái bộ phận khác nữa. Cái này nó có thể ép cà tomat. Ví dụ như các bạn cần cái trái cà tomat mình làm pizza gì đó thì họ sẽ rắc cái nước sốt cà tomat lên. Thì ở đây các bạn bỏ vào trong cái máy đó, nó sẽ ép cái nước sốt cà tomat ra cho các bạn nha. Hồi nữa ra là sốt cà tomat riêng ra rằng tomat mà vỏ nó ra vỏ nó làm hay lắm. Như mình thấy nó có chụp hình ở đây để mình cho các bạn xem. Đây ha, sắc sợi sắc lát nè, xay thịt nè, và làm vos nè. Nó ép mình xay thịt xong cái lấy nó, các bạn nó có cái bộ phận để sẵn đó, các bạn lấy ruột hoặc là ruột giả, cái là nó có bán trên thì nó bán cái loại đó, là ép ra là thành xúc xích, thành vos ha. Đó. Ở đây nè, là cái bộ phận này là bộ phận để sắc lát sắc sợi nè. Ở đây là cái bộ phận này là để nó ép cho cà tomat nè. Đó, đây nè. Rồi xay thịt thì nó có ba cái lưỡi cho các bạn nè. Nó 0,3 hoặc là 0 bao nhiêu? Đấy, thấy đâu rồi. Đây nè. 4,3 kg thịt trong 1 phút. Nó có 3 mm, 4 mm và 8 mm là cái cỡ độ nhuyễn của thịt mình muốn xay ha. Đây. Đây là bộ phận để xay thịt. Cái này là nó đổ khuôn nha, nó đúc ra nha các bạn, cái bộ phận này. Cái này lắp ráp nó rất dễ. Nhưng mà trong quá khứ đã có không một vài người sử dụng sai cái này. Sai cái này, sử dụng sai, cách sắp lắp ráp sai, hoặc là cách lúc xay thịt bỏ thịt không đúng, là có bỏ xương hoặc là bỏ cái gì, hoặc là xay cái gì đó mình không biết. Nhưng mà nó không phải là mềm như thịt, mình nói vậy đi. Rồi khiến cho cái bộ phận này nó hư. Rồi cái là nói là mình gửi máy hư. Không bao giờ, Tiên So làm việc mua bán trước giờ rất là giữ uy tín. Máy móc lúc nào cũng kiểm soát trước và quay video cách hướng dẫn sử dụng này nè. Mình vừa mới lấy ra nha. Các bạn hãy xem kỹ nè. Mình vừa mới lấy ra nè, họ đã ráp sẵn trong này rồi nè. Đó. Nè. Ở đây trong cái bộ phận này, cái này cái miếng này nè là cái miếng nó để nó ép thịt ra, nó sắc thịt ra. Thì cái lỗ của nó có 3 lỗ, có 3 mm, 4 mm và 8 mm tùy theo cái độ nhuyễn của thịt nè. Và các bạn nhìn kỹ xem cho mình nha. Cái này nè, họ lắp ngay từ đầu là cái kiểu như thế này. Đây là cái lưỡi cắt nè. Còn cái trục này á, là cái trục nó đẩy, nó ép thịt ra đằng trước nè. Thì khi thịt để trong này ha, các bạn để thịt ra trong này nhé, thịt xuống nha. Và đây thì cái này nó sẽ cái trục này nó sẽ nhồi thịt ra đằng phía trước, rồi thịt sẽ ép vào cái miếng này, rồi cái đây mới là cái lưỡi cắt của nó. Các bạn xem nè, đây là cái lưỡi cắt của nó nè, rồi nó sẽ cắt cái thịt đó ra. Và cái lỗi của mọi người hoặc là những người sử dụng sai cách là ngay cái chỗ này nè, cái mấu chốt là ngay từ cái chỗ này nè, là cái lưỡi, cái mặt bén nó có hai cái mặt. Một mặt là bén thì nó áp sát vào trong cái mặt cái miếng lưỡi cắt ở trên này ha, cái lưỡi bén lưỡi cắt nó áp sát lên cái miếng ở trên này. Mọi người thì lại để ngược lại.
đó của nó origin ha, mình mới tháo trong thùng ra nhìn nó như vậy nha. Nè, nó có hai mặt nè, các bạn nhìn kỹ nè, đó nè, nhìn kỹ không, nó có hai mặt ha. Thì đây là cái lưỡi bén nè, đây là cái mặt lưỡi cắt nè, nó phải áp sát vào trong này chứ không phải ngược lại như thế này nhé. Nếu mà nó ngược lại như thế này thì làm sao mà nó xác thịt được, mình giải thích, mình hỏi quý vị đó. Rồi trong quá khứ mọi người đã sử dụng sai là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các khách hàng sử dụng sai đó, họ không xay thịt mà họ xay thịt chung với cái gì nữa mình không biết, nói chung là một thể vật cứng. Thì cái này nó là sắt mà làm sao có thể trầy nát hết cái mặt ở trong này, mình hỏi quý vị. Nếu mà là thịt không thì làm sao mà có thể trầy nát hết cái mặt ở trong này. Origin của người ta nó như thế này. Mà khi khiếu nại mình quay video chụp hình cho mình xem, ai đây nó trầy nát hết là cái thứ nhất. Rồi các bạn có xem là thay vì cái mặt bén này áp sát vào đây, họ để ngược lại như thế này là cái nhất, thì nó lại không khớp vào ở trong này. Đây, mọi người nhìn kỹ nha. Ở đây nè, sau khi mà các bạn hoặc là những người họ sử dụng sai, họ để cái này vào trong này, họ để ngược lại á, thì ở trong này rõ ràng có một vết khứa. Nước khứa nó làm trầy cái này đi. Thì khi mà một cái bộ phận mà nó bình thường đúng là ráp đúng ha, là như thế này đúng không, nó vừa khớp vào trong này của người ta, của người ta kiến trúc, người ta làm kỹ sư họ làm kiến trúc thì nó vừa khớp vào trong này, nó sẽ không cọ quẹt cái gì trong này đó, nó sẽ không cọ quẹt cái gì vào trong này. Thì cái máy motor chạy bằng điện nó chạy đúng theo năng suất của nó, không bỏ vật cứng vào, thể vật cứng vào thì nó xay thịt thì nó ra rất nhanh. Các bạn tưởng tượng đi, 4 kg hoặc là 4,3 kg thịt trong 1 phút là nó xay nhanh như thế nào. Cái này nó quay rất nhanh mà đó, nó quay rất nhanh. Và nếu mà là chỉ là có thịt không thôi, tức là cái này là máy xay thịt, mà chủ yếu của nó là máy xay thịt, bản chất của nó là máy xay thịt, là thịt mềm, thì nó xay rất nhanh. Và con dao bén này nó cắt rất dễ đó, nó ép thịt lên trước rồi là nó cái lưỡi này nó cắt đi. Bây giờ để ngược lại, để cái trục, để cái lưỡi này ngược lại, nó bị chật hẹp ở ngay cái chỗ này, thành ra mình sẽ thấy có một cái vệt nó bị khứa ở trong này, thì nó làm nó cản cái motor. Mà khi nó bị cản cái motor thì cái máy nó mạnh mà nó tới 2200W thì nó vẫn xoay tiếp tục, các bạn tưởng tượng không, thì nó sẽ làm gãy những cái bộ phận nhỏ bên trong. Thì như vậy có nghĩa là sử dụng không đúng cách, sử dụng sai cách, gây đến chỗ gọi là máy bị hư. Thì máy origin lúc đầu đưa giao cho khách đã được kiểm soát, mình kiểm soát công ở ngay chỗ nơi sản xuất, nhà sản xuất họ cũng kiểm soát, chứ đâu bao giờ họ giao máy hư hỏng cho khách hàng. Mà đến khi đến tay của người tiêu dùng thì xài sử dụng sai, rồi lại nói là mình giao máy hư hỏng, cái đó thì mình thấy có vẻ không fair cho mình lắm ha. Team store lúc nào cũng giữ uy tín, tuy vậy ha, ở những nơi khác mình không biết họ có chịu bảo hành hay không như thế nào, nhưng mà mình đã cố gắng giúp đỡ khách tìm nguyên nhân và sửa chữa cho khách, nhưng mà khách vẫn không hài lòng. Cuối cùng mình chỉ muốn nhắc lại một lần nữa là các bạn trước khi sử dụng hãy xem hết cái video của mình, cố gắng lắng nghe, chịu khó bỏ ra vài phút nghe cái video của mình. Ở trong này mình giải thích cho các bạn cách sử dụng máy đúng thì nó sẽ sử dụng được lâu dài, nó bền, mà nó lại đúng cái công suất của nó nữa. Đó, nhớ nha, của họ original khi lúc nãy mình tháo, lúc đầu các bạn có thể quay cái video trở lại xem ha, là tháo ra là cái lưỡi cắt nè, cái lưỡi bắn, cái mặt bén nè, nó có hai mặt, một mặt bén và cái mặt nó là nó không có lưỡi cắt, thì cái mặt bén, cái mặt có cái lưỡi cắt nó áp sát vào trong cái miếng sắt này ha. Đây mình để cho bạn xem nè, cái này nó đơn giản, chỉ cần gắn cái này vô đây. Chú ý ở cái lưỡi nè, nó có hai cái lưỡi cắt, nó có hai mặt nè,
thì cái mặt bén phải đưa ra ngoài ha. Và áp cái mặt bén đó nó phải áp sát vào cái miếng này, mà cái miếng này các bạn cũng không thể nào gắn sai lệch được, vì ở đây họ có khoét ra một cái lỗ nhỏ đó, và ở đây ở trong này họ có một cái khe bên đây này, các bạn để vô thì mới được, để đúng vị trí thì nó mới lọt vào. Còn nếu các bạn không để đúng vị trí, còn các bạn nếu không để đúng vị trí thì sẽ không, nó không gắn vô được, thấy không, nó hở ra nè, nó phải sát vào nè, vặn nè, ở đây nè đó, nó phải sát vào đây ha, nó có cái kẽ trong này nè đó, thì lúc đó các bạn để cái này vào nó vặn cũng rất nhẹ nhàng, Origin mới nó vặn vào rất là nhẹ nhàng đó. Rồi gắn vào cái máy, trên này nó có cái khay để thịt nhẫn nhiều. Thịt thì các bạn không phải là để nguyên cục thịt, một cục như thế này, ký lô như thế này, nửa ký lô gì mà nhét vô được đâu nha. Thịt mình cũng phải cắt nhỏ 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 ra. Sử dụng máy, tuy máy tốt nha, hãng Bosch là có tiếng trên thế giới, hãng của Đức, hiệu thương hiệu của Đức, thì nó cũng phải có cái đến cái ranh giới của nó. Nếu mà các bạn sử dụng không đúng cách để nguyên cục thịt vậy thì làm sao mà nó lọt vào trong này được, mà cứ nhét xuống thì nó không đúng cách ha. Thịt thì mình cũng phải sắc nhỏ ra chút xíu để nó vừa vào cái lỗ này rồi mình đưa xuống vậy thôi. Đó, nó rất đơn giản ha. Đó. Cái này họ là đúc ra nha các bạn, tức là đúc từ nhôm nó để khuôn. Máy sử dụng cũng phải biết cách bảo dưỡng của nó thì nó mới sử dụng được lâu. Ở trong này các bộ phận họ có ghi ở trong cái quyển sách hướng dẫn sử dụng, thì như mình đã nói đó là nó có nhiều ngôn ngữ, và ngoài chữ hình chữ ra họ còn có chụp hình, vẽ hình cho mình xem cách lắp ráp máy làm sao cho đúng nha. Và bảo quản thì bảo dưỡng như thế nào thì những cái bộ phận này mình chỉ rửa tay thôi, nhớ nha, mình rửa tay thôi, không để vào trong máy rửa chén nha. Ở trong quyển sách họ có nói là không để vào trong máy rửa chén mà chỉ rửa bằng tay thôi, có nghĩa là sau khi sử dụng mình lấy cái thau mình đổ nước vô, cái rồi là mình đổ xà bông vô hoặc là gì đó, là mình rửa tay cái gì, mà nó chỉ xay thịt thôi mà nó đâu có làm cái gì cầu kỳ đâu, cho nên nó rất dễ rửa mà nó cũng mau sạch lắm. Như các bạn nhìn thấy ở trên này, trên cái mặt của các cái máy móc là họ đánh bóng lên hết rồi thì nó trơn tru, thì không có cái gì nó bám vào trong này hết đó. Các bạn chỉ cần lấy cái bùn nhừ tay mình, hoặc là cái nào mình đưa dưới để nước xuống xối xuống, hoặc là mình rửa trong cái thau nước, vậy là nó sạch rồi đó. Nhớ nha, mình nhắc đi nhắc lại cái này rất quan trọng ở cái chỗ này nè, là cái lưỡi bén nó phải đi ra ngoài, cái lưỡi bén nó phải đưa ra ngoài, nó có hai mặt, mặt này là mặt lưỡi bén nè, mặt này là không nè, thì nó đưa vào trong, và cái mặt lưỡi bén nó phải đưa ra ngoài, nó phải đưa ra ngoài và nó áp sát vào trong cái miếng sắt này đó, thì nó mới cắt được thịt đó. Như các bạn nhìn thấy nè, nó thịt nó cái trục này nó dồn thịt ra đằng trước, rồi là cái lưỡi cắt này nó cứ thế mà nó cắt tùy theo cái lỗ lớn hoặc lỗ nhỏ, là 3mm, 4mm hoặc 8mm thì cái độ nhuyễn của thịt nó như vậy, như các bạn mong muốn. Thì tại sao nó có nhiều loại lỗ lớn như vậy, thì tại đây là mình đang nói về món Á Châu, cái máy của người Âu Châu, làm bếp kiểu Âu Châu, thì trong khi họ làm xúc xích nó có là nhiều loại lắm, loại là thịt nhuyễn và thịt nó lục cục. À, thì có những người họ thích ăn thịt xúc xích, thịt lục cục thì họ lấy cái lỗ lớn là 8mm, còn cái người nào mà thích ăn thịt nhuyễn thì là lấy cái cục số nhỏ này. Và nhớ nha các bạn, là chỉ sắc thịt, xay thịt thôi, không xay những thứ gì cứng ha, những vật thể vật cứng. Mình nói như vậy là mình không biết là các bạn làm những món gì nó cứng là không có xay được, vì cái này không phải là cái máy để xay vậy, nó không phải là máy xay cà phê, cho nên bỏ hộp cà phê vô không thể nào xay được, các bạn phải hiểu như vậy. Này nó là xay thịt đó, mình chỉ nói ví dụ vậy đi. Thì nếu mà thịt nó mềm như vậy thì không thể nào mà nó làm sắt bị chày chụa được, tại vì con dao nó sắc thịt chứ thịt nó không có sắc dao
nó không có cắt con dao thì làm sao mà nó chạy chùa hết trong cái này được, nó chạy nát cái này luôn. Rồi nói là mình gửi máy không đúng, gửi máy sai, gửi máy hư. Các bạn chú ý giùm mình cái đó nha. Nếu mà nói vậy thì quá là unfair, là không công bằng cho mình. Cửa hàng tiên store trước nay giữ uy tín rất quan trọng. Ở trong buôn bán như vậy là uy tín là hàng đầu, là cái đầu tiên nhất. Lời lỗ như thế nào không cần biết, lúc nào cũng phải giữ uy tín và nói sự thật. Máy tốt, máy xấu, chất lượng tốt, chất lượng xấu như thế nào phải giải thích cho khách biết trước ngay từ đầu. Đó, thì mình nói trước rồi nha. Đó, các bạn chú ý cho đó. Ở tiên to nha các bạn. Trên Facebook thì các bạn tìm bà mẹ đẹp. Nếu cần tư vấn thêm thì tìm bà mẹ đẹp. Hoặc là muốn xem video mình trên cửa hàng có rất nhiều mặt hàng khác nữa. Các bạn lên trên kênh YouTube bà mẹ đẹp vlog, trên đó có rất nhiều video các mặt hàng máy móc khác nhau. Các bạn lên đó xem. Hoặc là lên trên trang web của mình là www.tienstore.net, thì trong đó các bạn cũng có thể xem. Ở trên đó các bạn sẽ gặp nếu các bạn truy cập thường xuyên thì sẽ có những cái chương trình khuyến mãi hoặc là hạ giá như thế nào đó, thì các bạn sẽ kịp tay. Vì mặt hàng nó cũng chỉ có số thôi, cho nên nếu mình nói mình quảng cáo trong vòng 1 ngày 2 ngày hoặc là như thế nào đó mà nhanh tay thì còn chậm tay thì sẽ hết đó, mình nói vậy đó. Đây là quyển hướng dẫn sử dụng nè, các bạn nhìn xem nè. Đó, có chụp hình cho các bạn xem ha. Đây là cái này là hướng dẫn cách bảo quản máy nè, có cái nào cái phẩy, cái nào chấm, chữ X là không được nè. Như cái này là rửa tay được nè, lau khô bằng vải thì được, nhưng mà để vào máy rửa chén là không được nha. Chỗ nào mà nó có cái chữ X là không có để vô rửa vào trong máy rửa chén nha. Nha, ví dụ như vậy. Đó, rồi cách lắp ráp máy như thế nào. Đó. Trên này có những ngôn ngữ gì? Có tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Đan Mạch, tiếng Na Uy, tiếng Slovenia, tiếng Ba Lan, tiếng Rumani. Đây, có đủ thứ tiếng hết. Rồi, tiếp tục là cái gì? Hồi nãy mình nói nó có ba cái lưỡi để sắc sợi và sắc lát ha. Thì đây là hai cái sắc sợi nha. Một cái sắc sợi nhỏ và cái sắc sợi lớn nè. Đó. Trong này thì là để sắc lát nè. Đó. Cái này là cái khay để thịt nè. Các bạn mình lấy cho mình đây. Các bạn xem luôn. Gắn vào máy xong rồi để cái này lên đây. Rồi thịt để ở đây, ví dụ vậy. Rồi cứ thế mà nhét xuống. Ở đây họ có cái này để cho các bạn, ví dụ như thịt rồi mình nhồi xuống ha. Nhồi xuống như thế này. Đó. Nhồi xuống như thế này. Các bạn chú ý cho mình nha. Mình nhắc lại lần nữa là quan trọng nhất là cái này, là phải ráp cho đúng. Cái gì cũng vậy, sử dụng không đúng cách thì là nó hư. Đây, cái bộ phận này là cái bộ phận để ép cà tomat nè. Các bạn gắn vô, rồi tomat mình để trên này, mình chắc đôi trái ra, hoặc là tùy theo đó. Sắc đôi nó cũng phải vừa vào trong cái này, cái trái cà tomat bự vậy mà để vô thì sao vừa, mình nói thì đi. Thì cắt nó làm sao nó phải cắt cho nó vừa vào trong này rồi mới nhét nó vô được. Thì khi mà hồi nữa nó ép, ở đây nó ra cái mạc, tức là ra cái nước cà tomat, cái nước sốt cà tomat ra đây. Đó. Ở trong này nè. Rất đơn giản, không có gì cầu kỳ. Đó, nó cũng giống như cái máy xay thịt vậy đó. Ta cà tomat bỏ vào trong này thì cái trục này nó đẩy cái cà tomat ra đằng trước, rồi nó ép ra vỏ, ra đằng vỏ, và nước
chắc nước sáp, nước thịt của cà tomat ra dưới này các bạn. Đơn giản lắm à. Nè, xong rồi tháo ra như vậy rồi cái là cà tomat thì nó mềm, nó đâu có gì cứng, nó đâu có cái gì dính, thành ra để vào trong một cái sau cái thau hoặc là cái xô nước gì đó mình xúc xúc mấy cái là nó sạch rồi đó. Cái này nó có hai cái nè, một cái nhuyễn và một cái nó lỗ nó lớn hơn chút, thì theo các bạn muốn cái nước tomat thịt cái món nhuyễn cỡ nào thì mình chỉ cần mình tháo cái này ra rồi mình thay cái lưỡi thay từ từ đấy. Đó, chỉ có vậy thôi. Rồi cái lưỡi này thì mình thay nó. Động tác rất nhẹ nhàng và rất đơn giản. Cái này nó không có bén để mà có thể bị đứt tay các bạn nhớ nha. Đó, để cái này vô, không có sợ đứt tay, cái này nó không có bén. Đó, để nó vô. Nè. Cái này để nó vô đây. Nó có cái vị trí của nó. Này các bạn nhìn thấy không? Ở đây nè. Đó. Cái này nó phải sát vào trong này, cái vị trí của nó có sẵn trong này hết rồi. Không thể nào sai được, các bạn không thể nào làm sai được. Mình nói gì là không thể nào sai được. Đó. Để vô rồi. Để cái này. Cứ thế. Rồi xong xoay vào. Vậy là nó chặt, chỉ có thế thôi, không có gì khó hết. Ha. Rồi. Có hai cái lỗ, lỗ nhỏ và lỗ lớn, tùy theo cách nhuyễn như cỡ như thế nào rồi mình thay ra thôi. Rồi cái này để vô, các bạn để vô cái thau nước rồi là mở nước xối rồi vậy cái này là nó xong rồi, nó sạch. Đó, vậy thôi. Đó. Gắn cái này vô lại. Thì khi mà nước họ ép trái cà tomat ra thì mình để cái tô dưới này cái là nó chảy vô cái tô hết, vậy xong. Đó. Cái này là ép cà tomat nha, cái này là ép thịt nha, cái này là để sắc sợi và sắc lát ha. Rồi đây có tổng cộng tới bốn cái luôn nè. Cái này là để ví dụ như có những cái món ăn mà mình cần cái loại phô mai cứng. Như các bạn biết là ăn món Ý thì nó có cái món spaghetti hoặc là pasta, tức là mì, thì kết hợp với hồi nãy mới nói, mình giới thiệu với các bạn lúc nãy cái chảo của hiệu Top Line đó, nó tháo được cái cán nó ra đó. Là ví dụ như về các bạn nó luộc mì lên xong để cà tô phở lên, rắc thịt thịt hun khói thịt nhỏ thì lên, xong rồi mình rắc phô mai lên thì làm sao có phô mai. Một là ở ra tiệm mua sẵn, hai là nó có những cái loại phô mai nó lớn nó bán sẵn nhà mình, vậy rồi mình cứ sắc ra rồi mới bỏ vào đây, gắn cái này vào trong này. Đó. Rồi phô mai các bạn bỏ vô đây là nó xay, nó sắc, nó nghiền phô mai ra cho các bạn để là sắc lên thôi đó. Ví dụ như vậy, mình nói ví dụ như vậy nha. Đó. Hoặc là nhưng mà cái này mình chưa có sử dụng bao giờ, mình không biết, mình không dám nói ha. Mình nghĩ là ví dụ như là các bạn làm sữa đậu nành á, mình đang nghĩ sữa đậu nành thì xay ra, tức là nấu lên rồi xay rồi bóp gì thì có thể sử dụng cái này. Mình không biết có sử dụng không, nhưng mà mình nó một trong những cách để mình có thể mình biết đâu mình sử dụng thử thôi. Mình chưa biết cho nên mình không dám nói, không dám hứa ha. Cái này là móng tay. Đó, đây là những cái máy sử dụng trong nhà bếp để làm những cái món thực phẩm thêm móng tay. Còn món Á của mình thì tùy theo đó mà mình test, mình thử như thế nào. Nhưng mà cái gì cũng vậy đó, mình nhắc lại trước nè. Cái này là máy sử dụng trong gia đình, nó không phải là máy công nghiệp nha.
sử dụng không đúng cách là không có được đâu. Nếu nó có trường hợp gì là mình không chịu trách nhiệm nha. Máy xay thịt mà để xương mà trong nó luôn xay thì đương nhiên nó hư là đúng rồi. Đó, mình nói vậy đi ha. Đây, bây giờ mình lấy cái máy ra nè. Hôm nay video này có lẽ hơi dài đó, nhưng mà các bạn nhớ chú ý lắng nghe giùm mình nha. Đáng lắng nghe giùm mình, nhưng mà chỉ cách xuống dần hướng dẫn sử dụng. Một cái máy tốt như thế này có thể sử dụng rất bền, rất lâu, mười mấy hai chục năm luôn không chừng. À, hiệu Bosch mà. Cho nên phải sử dụng đúng cách và bảo quản đúng cách thì nó sẽ rất bền. À. Rồi, đây. Ở trên này, như mình nói lúc nãy đó, là cái chỗ họ để ba cái lưỡi để mà vô trong cái máy xay thịt nè. À, khi nào các bạn xay thịt nhuyễn hoặc là xay thịt nó hơi lục cục thì tùy theo mà sử dụng hai cái miếng này hẳn. Cái này là một cái là 34mm và một cái là 8mm nè, thấy không? Tùy theo cái loại thịt mình muốn xay nhuyễn cỡ nào mà mình sử dụng cái lưỡi cắt của nó ha. Đó, để cho này. Rồi, ở đằng sau này là cái nút bấm nè. Mở nó đèn nó sẽ hiện lên trên này. Mở lên hoặc là khi mình xoay mình cho nó xoay cho nó ngược lại chút xíu rồi mình xoay tiếp thì bấm vào cái này là reverse nè, để nó xoay ngược trở lại. Rồi khi mình bấm tiếp cái này thì nó xoay tiếp trở lên ha. Rồi cái sử dụng của nó đó. Ở đây là cái nút an toàn, cái nút màu đen này nè. Là khi mình gắn vô nó phải kêu cái click, tức là nghĩa là nó chặt vào thì máy nó mới khởi động. Đó là cái sự bảo đảm an toàn cho người sử dụng, đó là của Đức. Máy điện của Đức lúc nào cũng vậy đó, nó luôn luôn nó rất chú trọng vào cái sự an toàn cho người sử dụng. Thì khi mà muốn tháo nó ra lại thì các bạn phải bấm cái này thì mới tháo ra được. Ok. Rồi cái này nè. Đây, mình nói ví dụ như cái này nhá. Cái này là máy xay thịt nè. Đó. Thì khi các bạn để vào nó phải, ở đây nó có cái kẽ nè, thấy không? Và ở đây nó có cái cây nè. Nó phải click vào với nhau thì là nó đã là vào đúng vị trí. Thì các bạn sẽ nghe thấy thôi. Đây, bây giờ mình gắn vô thử cho các bạn nghe nè. Nè. Chú ý nghe nha. Nếu nó gắn vào đúng thì nó mới sử dụng được. À, ngược mặt. Đây. Nè. Các bạn chú ý nghe nha. Đó, nó phải cái click như vậy thì mới được. Thì như vậy là nó đã cứng như chắc như này. Nó không thể nào xúc ra được nữa. Và khi các bạn muốn thay cái bộ phận này ra, muốn tháo ra phải bấm vào cái nút màu đen này ha. Bây giờ nè, thấy không, nó chặt nè. Và khi bấm vào cái nút màu đen này thì mới tháo ra được nè. Đó, nó đơn giản như vậy thôi đó. Và cái này cũng vậy, ví dụ như vậy nó phải kêu cái click nha. Đó thì nó chặt nè, thấy không? Cái này một là gắn vào khi xay thịt hoặc là cà chua thì mình xắt nhỏ chút xíu cho nó vừa vào cái lỗ vậy đó. Rồi cái này mình nhảy xuống. Rồi bây giờ còn một cái này nữa, nó hay lắm. Cái máy này nó là máy đa năng, mua một máy mà thật ra là mua tới mấy máy trong nhà nè. Nào là xay thịt nè, nào là ép cà chua nè, nào là sắc sợi sắc lát. Sắc sợi sắc lát thì có tới mấy là khuôn lỗ cỡ khác nhau, sợi lớn sợi nhỏ sắc lát. Ở đây cũng vậy, ép cà chua thì cà chua cho nó nhuyễn hoặc là nó ra. Đó. Đây là cái bộ phận nữa, đây giờ mình tháo cái này ra nhé. Cái này là để ép cà chua nè. Khi các bạn muốn làm thịt dồi, làm thịt xúc xích thì sử dụng cái này. Cái này là ép cà chua này. À, mình để ở đây. Bây giờ ha, lấy cái này ra ha, cái này nằm ở trong này. Khi các bạn khoan, cái này để vào chung vào một chỗ của nó, rồi nó mất không. Khi các bạn ép xay xay thịt ra rồi, xay rồi muốn làm thịt xúc xích
Mình muốn làm xúc xích thì các bạn mua ruột á, ruột non hay là ruột gì đó tùy theo các bạn. Có những cái ruột ruột giả đó thì các bạn nhét nó vô đây. Sau đó mình sử dụng cái này. Thay vì mình để mình xay thịt băm, đúng chưa? Thay vì mình xay thịt băm thì các bạn chỉ cần ráp ráp cái này vô. Đây, nó có cái bộ phận của nó nè. Rồi các bạn để cái này vô. Nhà ở đây họ cũng làm nó có cái khe nữa. Đó, nó có cái kẽ là để đúng ở chỗ thì nó sẽ khít vô. Đó, rồi để cái này ra ngoài ha. Rồi cái nắp của nó đâu rồi? Đây. Rồi là thịt nó sẽ nhồi ra đằng trước tại cái trục này nè, nó có cái trục nhồi thịt, nó ép cái thịt ra đằng trước, thì cứ thế mà các bạn làm xúc xích ra, ví dụ như vậy. Hoặc là cái này là móng tay nha, mình nói theo móng tay nha, Á Châu như thế nào mình biết nha. Các bạn sử dụng cái này gắn vô đó. Mình nhớ là trong trong kênh YouTube Bà Mẹ Đẹp Vlog có video Bà Mẹ Đẹp làm thử thịt xúc xích rồi, thì các bạn vào đó nếu muốn thì tìm xem lại ha. Đó, còn cái này á là làm theo móng tay nè, là họ ép thịt thành ra giống như là nuôi ống, thì bên trong cái thịt đó sau này các bạn muốn làm nhồi cái gì đó tùy theo các bạn, thì lấy cái này thịt băm các bạn xay xong rồi cái là để vô, cái là nó nhồi ra đằng này ra cái ống giống như là ống nuôi vậy, nhưng mà cỡ lớn, nó lớn cỡ này nè, theo cái độ cỡ này nè, thì người ta lấy cái móng tay ở trong đó người ta nhồi thêm cái gì đó tùy theo các người ta làm ha. Đó, rồi cũng như kết hợp bây giờ mình nói lại với các bạn cái chảo hồi nãy có những móng tay họ làm là họ chiên sơ bên ngoài, sau đó rồi họ mình để vào trong lò, thì trong cái chảo đó nó tháo được cái nắp cái tháo được cái tay cầm ra đó, thì nó để luôn nguyên cái chảo ở trong đó đó, xào sơ trên bếp vậy đó, xong để vô lò luôn, lấy cái cán ra rồi để nó 15 phút 20 phút gì đó tùy theo cái món của nó. Thì như cái món thịt nuôi ống này nè, mình nói cũng vậy nè, đó là họ làm sẵn đổ cả tomat vô, tomat thì ép bằng này ha, rồi để khoai tây cà rốt gì đó vô, rồi mấy cái nuôi ống bằng thịt ra đó, tức là làm họ ép bằng cái ống thịt này nè, rồi họ nhồi cái họ để lên đó rắc phô mai lên, rồi họ nữa là ra thành phẩm, nướng ra thành phẩm đó, đó là những cái món tây. Còn cái món á của mình thì mình không biết, các bạn phải test thử như thế nào để mình làm ra cái món ăn của mình thôi đó. Nhưng mà cái máy này nó đang đang đến nỗi như vậy đó, có nghĩa là các bạn mua một cái máy này thôi nhưng mà rất nhiều phụ tùng, và nó thay thế, thay vì mỗi một máy một cái kiểu làm bếp của nó, mà bây giờ các bạn thay được tới ba bốn năm cái máy luôn nè. Máy xay thịt nè, máy ép tomat nè, rồi máy làm thịt xúc xích luôn nè, rồi trong này có bộ phận để sắc lát sắc sợi nè. Nhớ nha các bạn, cách sử dụng như thế nào thì các bạn nhớ đọc cái quyển sách hướng dẫn sử dụng cho mình và làm đúng cách theo người ta hướng dẫn, từ bảo quản cho đến cách sử dụng. Cái này là máy xay thịt ở gia đình, không phải là máy công nghiệp, và nó chỉ xay thịt thôi, thịt mềm, không xay thể vật cứng. Nếu các bạn để thể vật cứng vào trong này xay thì có thể, mình nói như vậy, là máy sẽ bị sự cố trục trặc gì đó. Rồi sau này đừng nói là mình gửi máy không nguyên vẹn, máy hư đến cho các bạn, như cái đó rất, nói như vậy rất là không công bằng cho team store nha. Ok, rồi ở đây có ba lưỡi khác nhau nè,
đó. Ở trong này nó có ba lưỡi khác nhau nè, ba cái lưỡi lớn này, 3 mm, 4 mm và 8 mm này. Đó thì xay thịt nhuyễn như thế nào tùy theo các bạn ha. Rồi các bạn nếu cần thêm tư vấn gì thì vào trên Facebook gặp Teen Store, trên Teen Store gặp bà mẹ đẹp, hoặc là lên trên internet gặp vô trang web của trong shop là www.teenstore.net, hàng chuẩn Âu Châu từ A đến Z ha. Hoặc là muốn xem video các mặt hàng khác và xem đi xem lại thì các bạn lên trên YouTube kênh bà mẹ đẹp vlog, trong đó có rất nhiều video, các bạn có thể tư vấn ở trên đó luôn cũng được. Đó. Nếu các bạn cần tư vấn nhanh hơn nữa thì trên Facebook các bạn gặp bà mẹ đẹp thì bà mẹ đẹp sẽ tư vấn như các bạn trực tiếp luôn ha. Cảm ơn các bạn nhiều nha, đã lắng nghe. Có những kinh nghiệm gì các bạn đã từng sử dụng, là có kinh nghiệm tốt của Teen Store thì các bạn share bài này hoặc là để lại một lời comment. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Teen Store hôm nay chấm dứt tại đây. Mến chào các bạn.